Xin chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Nguyễn Châu em vừa lên một bộ máy phát điện 10 kVA. 10 kVA. Cũ ý 10 kVA 220V. Xài cái động cơ Isuzu 3KC1. Isuzu 3KC1 Made in Japan. Thì một bộ này thì em đặt của một ông chú ở trên Lâm Đồng, em đã hoàn thiện rồi. Em quay con quay cho chú coi. Thứ hai nữa là giới thiệu với anh em, đây là cái mẫu sản phẩm mới. Có nhiều anh em comment hỏi là sao không làm cái bao đó, hôm nay là em có bao rồi nha, yên tâm rồi đó. Dây bu ly đồ là đó, em ra đo tua nè, đo cho đúng tua, tại vì cái này nó xài cái AVR nè thì phải bắt buộc phải là đúng tua. Đây cái đồng hồ này thì ở trong là khi mà đủ 220 là nó báo đây 220 luôn, hai dây đa và báo sạc với lại báo nhớt. Bình dầu thiết kế lớn hơn đó, bình dầu thiết kế bự hơn nữa, cách nước lớn hơn, mát hơn, nhưng mà vẫn chú trọng cái thiết kế là gọn gàng hơn. Nổ máy là hai cái đèn này nó phải tắt đó, à, bên đây là báo nhớt nè, bên đây là báo nước nè, báo sạc nè, nhích nhẹ qua là nổ. Anh em thấy không, khi mà tắt máy rồi là nó không có rung lắc gì hết á. Đó rồi, mấy anh em có muốn đặt một bộ như thế này á thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0913719579, rồi em sẽ tư vấn cho anh em là ráp bao nhiêu ký, loại nào, sắt sao, rồi như thế nào, giá cả rồi vậy đó, đầy đủ hết. Ly dầu, lượt dầu nè, đây số điện thoại bên em nè, có logo nữa nè, nông cơ Nguyễn Văn Châu, số điện thoại là 0913948706 nè, đó logo nè, là sản phẩm bên em độc quyền, đó đăng ký bản quyền toàn quốc rồi anh em, nhảy nổ ghê. Tính ra nó nhạy nổ hơn xe Honda thôi. Boe này, bo ấm rồi. Thôi xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.